với Tristana và thêm cả đó là con Rail thì bạn thấy rằng cái khả năng lao lên, khả năng tấn công và đặc biệt là tấn công của Jackie Love khi mà cấp độ 6 chưa có, cái đánh chén chưa có. Và khi đó thì Jackie Love sẽ phải rất là cẩn trọng, tại vì những tình huống mà với con Rail lao vào, khả năng hất tung, khả năng làm choáng một lượng sát thương từ Tristana sẽ là khá nhiều giai đoạn đầu ban đầu. Thật ra ở trong lựa chọn cuối cùng đến từ phía của AG, tôi cảm giác là Bin hơi tiếc một chút vì anh ta không đánh được một con tướng cực kỳ quan trọng, đó chính là con Gragas ở khu vực trên. Nếu như đó là Gragas được lắp vào đội hình của AG thì đây là một con bài cực kỳ hiệu quả, thứ nhất là để đi đường với Jay, tấn công rình rập của Quay. Tuy nhiên bên phía của AG đang muốn tấn công ở khu vực dưới, thanh tẩy khỏi cái kiệt sức và vẫn tiếp tục tốc biến tấn công vào Jackie Love. Anh ta đã phải nằm xuống, gọi là có được chiến công đầu, dồn cực kỳ nhiều đối phương không. Bây giờ thì Thiên tới rồi, Thiên tới đạp thẳng vào người của Minh. Minh không còn phép bổ trợ và Gala chủ động bỏ người đồng đội của mình, tuy nhiên mạng lại dành cho Thiên. Giờ thì ôi, lúc quay quần sẽ Sihu tới rồi. Ôi Sihu đang bắt đầu đi lên nha. Và Sihu đã tới với vòng xoáy không gian rồi. Bảo sấm sét bật lên và đây là một tình huống đại trụ đến từ bên phía của ANG. Không có cơ sở phản ứng dành cho quần khi anh ta không có tốc biến. Bây giờ thì Quay đang muốn chuyển hướng tấn công xuống khu vực bên dưới. Anh ta tiến ra đá ngược được vị trí của Jackie Love về. Jackie Love bị nhồi sát thương và Jackie Love đã phải nằm xuống, mạng là dành cho Gala. Gala nhảy đi bị đạp thẳng ngược trở về. Sihu là người tới. Gala đứng úp mặt vào tường và anh ta bị tấn công cho tới chết. Này là người có được mạng hạ gục. Bên phía của AZ đang cố gắng tìm đường rút về dành cho Quay. Sihu đứng ở đây để có thể cover cho đồng đội của mình. Quay sống âm vào bãi chim. Anh ta cắm hộ thể và sau đó dùng tốc biến qua phía bên kia bờ tường. Tại sao lại phải xử lý công cờ như vậy? Gala đang bị khép góc hoàn toàn đến từ Mark và Minh đang bị giữ lại ở đây. Minh còn tốc biến, anh ta bị đạp ngược về. Anh ta dùng W cố gắng là lùi về nhưng tốc biến lên ngậm nuốt được Minh về. Minh dùng cho mình E giữ chân được hai thành viên, tuy nhiên anh ta đã phải nằm xuống rồi. Mạng lại nhường dành cho Mark. Ra khu vực đường giữa tấn công vào đội thứ nhất, đường giữa với việc là tấn công như thế này bị giữ lại rồi. Vòng xoáy không gian phía sau, tuy nhiên Thiên đã đạp một người về. Thiên lại bị giữ chân, Thiên đã phải nằm xuống, trụ chưa mất. Và bên phía của AZ đang cố gắng tràn lên tìm kiếm những người còn lại. Chàng câu trả lời là hơi khó một chút, sấm âm không trúng của Quay. Và Jack Club tìm góc bắn ngược trở lại. Tình huống dùng ý lực của mình đến từ vị trí của Nai, nó không mang quá nhiều tác dụng. Gala bị cấu rỉa khá là nhiều và Gala bắt buộc phải lùi về. Trợ vẫn còn đảm bảo không ai mất lượng máu quá lớn, mà quan trọng là khi đó họ còn thế để trụ mọi nhưng mà Quay quật. Mất tốc biến sau tình huống tấn công của đối phương và bên phía của tới rồi phản công ngược trở lại. Thiên là người tới, bóng mặt kỵ sĩ hoang sao được hai người và Jackie Love bắn chiếu cuối ở phía sau, có được mạng sết đao trên người của Nai. Bên phía của Top Esports vẫn đang cố gắng truy đuổi. Bin chính cầu sắm cố gắng chạy, Thiên thì kích tốc lên, anh ta có vẻ là chạy nhanh hơn, đạp thẳng được Bin vào tường và Bin sẽ phải nằm. Thiên là người có được mạng hạ gục, anh ta nên bỏ cái trừng phạt đó ra khỏi người của Bin để nhường mạng cho Nai. Bin thì có mình đã trang bị thần thoại, còn bây giờ thì quen quật lại bị kiếm nữa rồi. Đây là một số không gian có ngục cổ ngữ, có băng trưởng, tốc biến không còn và chắc chắn sẽ phải nằm. Lên lại dành cho anh phía của quen quật. Nó rõ ràng là đây là tình huống mà đứng đợi sẵn, họ có thông tin, họ biết đối phương vừa đẩy xong. Rõ ràng là một sự bất cẩn từ Sihu, anh ta đứng ở cái bộ nó khá là nguy hiểm tình huống vừa rồi. Quay kiếm Quay đang là Quay, anh ta sóng âm vào người đá, tốc biến lên đến từ Quay quá, có vẻ là căm phẫn hơi quá rồi. Thiên đang kích tốc đạp vào người của Quay và Quay đá người đối phương ra và chưa quyết đến từ vị trí của Bin, nhưng rất tiếc là nó không mang quá nhiều tác dụng, bản thân Bin phải nằm xuống. Hay chính xác là Bin đã chủ động uyên sinh cho những người đội của mình rút về cực kỳ nhanh vào khu vực hang Baron. Họ rút ra một nhịp, cấu rỉa không có quá nhiều sát thương đến từ vị trí của Wayward. Baron đang ăn tốc độ cực kỳ nhanh chóng và đá ngược ra. Quay cướp được thành công của Baron thì cực kỳ mau, anh ta lướt qua phía bên kia bờ tường. Siêu chủ động lao lên và anh ta giữ chân một người. Bên phía của AZ đang đánh ngược lên, Thiên gần như là không có tác dụng vì con Hagrid này không có chiêu cuối. Anh ta bấm đồng hồ sau tình huống nhảy lên của Gala và Gala bắn vào Thiên. Đã phải nằm xuống bên phía của AZ. Có thể Bin ở tuyến sau, một bào sắm xe tấn công vào Wayward. Wayward anh ta đã phải nằm theo cùng với đồng đội của mình. Một mạng đổi người trở lại và Jackie Love đang cố gắng bắn, tuy nhiên không thành công vì Gala bắn quá lực. Siêu xạ thủ của LPL đã lên tiếng. Phải có lời khen dành cho Quay ở tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống xử lý kỹ năng cá nhân cực kỳ tốt, đến từ việc là đối phương đã quá mạo hiểm ở pha vừa rồi. Khi mà cả hai bên đều còn rừng, Baron là pha 50-50 thì đó là pha mà rõ ràng họ phải biết rằng đối phương có Lee Sin. Con Lee Sin có thể làm được những cái gì ở tình huống vừa rồi. Và Quay đã làm tốt tất cả mọi thứ mà con Lee Sin có thể làm được.
anh ta xuống, anh ta dùng cho mình chiêu cuối đá thiên ra khỏi khu vực hang Baron, sau đó dùng cho mình nó trừng phạt để dứt điểm con Baron.